Chúng ta xem dưới đây Bồ đề tức sở kỳ chi quả Diệu cảnh tức sở hành chi lộ Tâm tức năng hành năng thú chi tâm giả Ở đây nói tâm bồ đề Bồ đề là trí huệ chân thật Chúng ta dùng ba loại chân thật trong Kim vô lượng thọ để nói Thì mọi người sẽ dễ hiểu Chúng ta cầu điều gì? Cầu trí huệ chân thật Diệu cảnh Là con đường chúng ta đi Thông suốt con đường bồ đề Diệu cảnh ở đâu? Diệu cảnh ở ngay trước mặt Cảnh là cảnh giới Quý vị phải đem cảnh giới nhìn thấu Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Nhất thiết hữu gì Pháp Như mộng huyễn bào ảnh, Từ tướng nhìn thấy tánh Quán không Từ trên tánh nhìn thấy tướng Tướng là tự tánh biến hiện ra Quán giả Đại sứ Huệ Năng nói Đâu ngờ tự tánh năng sanh giảng pháp Giảng pháp là quán giả Không dựng hai bên chân và giả Hai bên đều rõ ràng Không phân biệt, không chập trước Không khởi tâm, không động niệm Quảng trung Toàn là năng hành năng thủ chi tâm Tâm này là gì? Là tâm bồ đề Giác mà không mê Con đường này đã đi thật Cái do trung căn chi nhân Quán thường Tức là ở trước điều thứ nhất nói Diệu cảnh bất ngộ Họ không khai ngộ Tu tại gia phát tâm Nghĩa là phát tâm bồ đề thêm nữa Ư tịnh tâm trung tư duy phá ngã Người tu hành Hai chữ tịnh tâm này Là đầu mỗi then chốt để tu Tâm phải thanh tịnh nếu như quý vị không buông bỏ được tâm của quý vị làm sao thanh tịnh sau đó thì quý vị biết rồi người chân chánh niệm phật dùng tâm thanh tịnh niệm phật trong tâm chỉ có phật a di đà ngoài phật a di đà ra không có ý niệm khác đây gọi là niệm Phật Tam Muội. Tức là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật Tương ứng với tâm Bồ Đề Tương ứng với thật tượng các Pháp tương ưng với kinh vô lượng thọ ba loại chân thật phạm vi chân thật trí huệ chân thật lợi ích chân thật mọi người đều có thể thành tựu vì sao không làm Tức là không buông bỏ được à, quan Hèn chốn là ở chỗ này à, Là không buông bỏ, bỏ được Lưu Tố Dân là tấm gương tôi Ta không chịu học theo cô ấy Cô ấy thật sự đã buông bỏ rồi đem bệnh lao da ban đỏ của mình buông bỏ hết bệnh rồi chỉ có phật a di đà thân tâm không có bệnh tật chữa lành bệnh dễ như trở bàn tay bệnh này trung y tây y đều đành bỏ tay phật a di đà chữa lành được quý vị nên biết không phải phật a di đà đến chữa bệnh cho cô ấy mà trong tâm cô ấy chỉ có phật a di đà tất cả tế bào virus trong thân thể của cô ấy phục hồi trở lại bình thường Thân tâm thanh tịnh Thì bệnh rời khỏi thân Chúng ta phải hiểu đạo lý này Phải hiểu rõ chân tướng sự thật này Đức Phật một đời giảng kinh thuyết pháp cũng đã nói rất nhiều chuyện trong tài chữa bệnh. Vì sao vậy? Vì trong số học sinh bất luận tại gia hay xuất gia, căn tánh không giống nhau. Có ba căn tánh thượng, trung, hạ. Người thượng thượng căn không có bệnh. Vì sao vậy? Bởi họ đích thực là giá không mê Chánh không tà Tịnh không nhiễm Người thượng thượng căng Có thể làm được như vậy Hàng trung căng Hạ căng không làm được Làm không được họ sẽ bị bệnh Không rời khỏi y dựa cho nên tịnh tâm vô cùng quan trọng Làm thế nào để cho tâm được thanh tịnh Sau khi tâm định tiến thêm bước nữa Làm thế nào làm cho nó định lại Tư duy bỉ ngã Bỉ thị biệt nhân Ngã thị tự kỷ Thống mẫn tự tha Vô lượng kiếp lai trầm luân sanh tử Quay đầu nhìn xem Tôi và quý vị quen biết những người này Gia thân quyến thuộc Thân thích bàn hưởng Tất cả chúng sanh có duyên với chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay Ở trong lục đạo luân hồi sanh tử Nhìn xem chư Phật Bồ Tát a la hán Các ngài đều đã giác ngộ Tu hành đã chứng quả Siêu thoát lục đạo là a la hán Vượt qua mười pháp giới là Bồ Tát Giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạ Đều là Pháp Thân Đại Sĩ Là Bồ Tát A Duy Diệt Trí Tức là Pháp Thân Đại Sĩ Còn chúng ta thì vẫn tiếp tục luân hồi trong lục đạo Túng Pháp Tiểu Chí Phát tiểu chí nghĩa là gì? Là gặp được tam bảo Cũng quy y rồi Cũng thọ năm giới rồi Thọ giới Bồ Tát rồi Cố gắng đến học Phật rồi Tiểu chí này là tâm Bồ Đề Mê Vì sao vậy? Vì vẫn là mê không giác Ngã kim tùy trì hành do dị bị bởi vì nghe kinh nghe giáo dần dần từng bước hiểu rõ chân tướng sự thật hiểu rõ như thế nào không làm được đức phật dạy chúng ta cố y tiên diệu cảnh cho nên đoạn thứ nhất ở trước là nền tảng của chính đoạn sau là chỗ dựa của chính đoạn sau nhất định phải dựa vào diệu cảnh ở trước hiểu rõ chân tướng sự thật phát tứ hoàn nguyện Tứ hoàng nguyện là tâm bồ đề Vì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Phải phát tâm này Phát tâm này như thế nào? Là mỗi niệm phải nghĩ đến giúp đỡ tất cả chúng sanh hết khổ được vui. Luân hồi là khổ, mười pháp giới là khổ. Bản thân tôi hôm nay cũng ở trong đó. Tôi muốn giúp đỡ họ, muốn giúp đỡ họ nhất định trước phải thành tựu chính mình. Chính mình không thành tựu thì giúp người khác không được. Cho nên quăng dương hỗ trì chánh pháp Là việc làm của chúng ta Muốn Phật Pháp hưng thịnh Cần phải có người tu hành chân chánh Có người chân chánh giảng kinh dạy học thì phật pháp sẽ hưng thịnh